Mà một trận mưa chú Tám ơi, không biết chú Tám với hai em về tới đâu rồi, không có biết là mắc mưa hay không. Ba con cũng sợ chú bị mắc mưa, không biết đi có đục mưa được không á. Hồi nãy nắng quá chừng, nãy chụp hình cái nắng quá chừng, giờ lại xuống cây rào. Giờ là hồi nãy chỉ giờ thấm đất rồi đó, mưa cũng khá lớn rồi này.